Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Nghe ý tứ của Đỗ Quốc Sư, ngoại trừ nói tình thế nghiêm trọng hiện giờ, còn tỏ ý rằng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì e rằng lão sẽ không quản việc này nữa. Tiêu Độ và Tiêu Lăng nhìn nhau không nói gì. Tiêu Lăng cũng hiếm khi thấy ánh mắt mờ mịt và thần sắc bối rối của cha mình. Thực ra, so với phụ thân Tiêu Độ, Tiêu Lăng là người đã từng gặp qua cả yêu quái và thần linh, cũng từng lĩnh hội thủ đoạn cao siêu của bọn họ. Trong lòng y hiểu rõ phàm nhân yêu ớt cỡ nào khi đối mặt với những tồn tại này. Ở tình huống trước mắt, tốt nhất một là một, hai là hai, không nên làm chuyện dư thừa. Chà, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ánh mắt của Tiêu Lăng kiên định khẽ gật đầu với Tiêu Độ. Sau đó y đứng lên khom người hành đại đế với Đỗ Trường Sinh. Đa tạ quốc sư tương trợ, chúng ta sẽ đi thông Thiên Giang và sẽ lập tức bắt tay ra sức chuẩn bị đồ vật để cúng bái Lão Quy và Giang Thần Nương Nương. Ai, nhanh lên, Đỗ Mỗ sẽ đi cùng. Đỗ Trường Sinh thở dài và lão chỉ có thể tỏ vẻ như vậy mà thôi. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì lão cũng chẳng còn có cách nào khác. Và lúc Đỗ Trường Sinh còn đang than thở, Tiêu Độ đã hoàn hồn, thấp giọng hỏi một câu. Quốc sư cũng đã gặp Giang Thần Nương Nương, chuyện thân thể của con ta. Bàn tay đang cầm chén trà nhỏ của Đỗ Trường Sinh khẽ run. Lão thầm nghĩ suýt chút nữa là mình quên luôn chuyện này rồi. Vì vậy, lão vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc nhắc nhở Tiêu Độ. Nếu đến lúc đó các ngươi có thể gặp Giang Thần Nương Nương, ngàn vạn lần đừng nhiều chuyện mà nhắc tới việc này. Năm đó Giang Thần Nương Nương có chút trừng phạt với Tiêu Công Tử, vốn rằng chỉ cần tu dưỡng một phen thì không có gì đáng lo. Nào ngờ được, trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Tiêu Công Tử lại cưới 2 phòng thiếp thất. Lúc này, nguyên khí còn chưa khôi phục, lại tiếp tục hao tổn nguyên dương như thế. Đây chính là tự mình đả thương căn bản của mình. Bây giờ tu dưỡng 10 năm 8 năm cho tốt, có lẽ còn có hy vọng khôi phục. Ngươi muốn nhắc tới chuyện này trước mặt Giang Thần Nương Nương hả? Đỗ Trường Sinh cười lạnh. Vốn dĩ Giang Thần Nương Nương không chấp nhặt với đám phàm nhân như các ngươi. Nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy lời nói tình cảm cứng hơn vàng của Tiêu Công Tử chỉ là hư ngôn giả ý của phàm nhân. Nếu các ngươi nhắc tới chuyện này, thì có khi khéo hóa vụng, làm Ứng Nương Nương nổi giận nữa. Biết đâu được, các ngươi tránh được một kiếp của Lão Quy, nhưng lại tự mình tìm chết. Chuyện này có khi còn vô duyên vô cớ làm cho Đỗ Mỗ bị Ứng Nương Nương ghét bỏ. Đừng có làm cho ta bị vạ lây đấy. Nghe thấy Đỗ Trường Sinh nói trịnh trọng như vậy, Tiêu Độ có chút hối hận. Vẻ mặt Tiêu Lăng cũng đỏ lên. Hai cha con bọn họ liên tục gật đầu. Khi đã biết lợi hại trong đó, không ai dám nhắc lại lời nói lúc trước. Đỗ Trường Sinh khẽ thở ra một hơi thầm nghĩ, quốc sư ta đây quả thực là đang cứu các người đấy. Tuy lời nói hoàn toàn cũng chưa hẳn là sự thật, nhưng kết quả chỉ sợ là không thể tốt hơn được nữa. Tất cả hạ nhân của Tiêu Phủ đều được huy động, vì lúc trước bọn họ đang chuẩn bị cho việc Tiêu Lăng lấy thiếp, nên đồ tế tự để dành trong nhà đã có đầy đủ. Giờ phải đi giết thêm một ít gia súc. Khắp nơi là một mảng lộn xộn. Công việc chuẩn bị tốn gần hết nửa ngày. Lúc này, mặt trời đã sắp xuống núi. Ngày hôm nay, ngoại trừ lúc đi tảo chiều có ăn qua một chút, hầu như hai cha con Tiêu gia chưa ăn thêm gì cả, và cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Đỗ Trường Sinh cũng không ăn được gì. Lão bận tối mắt tối mũi để giúp đỡ Tiêu gia sửa soạn lại đồ cúng tế. Ở bên trong khách đường của Tiêu gia, Đỗ Trường Sinh đang ăn chút bánh ngọt, uống nguộc nút trà. Tiêu Lăng vội vàng chạy tới từ bên ngoài. Quốc sư, tất cả chuẩn bị xong xuôi rồi. Tiêu Độ cũng đi theo sau cẩn thận hỏi. Quốc sư, giờ đã không còn sớm, mặt trời sắp lặn. Chúng ta có nên đợi ngày mai hãng đi không? Đỗ Trường Sinh vỗ tay đứng lên, hất tay áo đi về phía cửa chính của sảnh đường. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này Tiêu Thị đã xem Đỗ Trường Sinh là người tâm phúc. Nếu Đỗ Trường Sinh nói lập tức lên đường, thì dù bọn họ vẫn còn thấp thỏm trong lòng,
nhưng cũng chỉ có thể bất chấp tất cả mà hạ lệnh xuất phát. Đỗ Trường Sinh chắp tay sau lưng, đi thẳng ra ngoài tiêu phủ. Lúc này, lão nhìn thấy ba đồ đệ của mình đã xuất hiện trước cửa. Sư phụ, chúng ta tới rồi. Hả? Thân thể các ngươi chưa ổn, tới đây làm gì? Chuyện hôm nay chưa chắc đã an toàn hơn đại trận bát quái dẫn tinh tú lúc trước đâu. Trong lòng lão còn bồi thêm một ít, ít nhất mức độ kinh hãi tuyệt đối hơn lần trước. Sư phụ, ngươi không phải cũng trọng thương chưa khỏi sao? Hạng yêu trừ ma là nhiệm vụ của người tu hành chúng ta, sao có thể thiếu đồ nhi được? Đỗ Trường Sinh khẽ nhếch miệng, đây cũng không phải hạng yêu trừ ma. Nếu sự tình thuận lợi thì cũng không cần làm to chuyện, các ngươi đi chung cũng tốt, xem như có thể mở mang tầm mắt. Nói xong, dựa vào cảm giác của mình, Đỗ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về góc đường đối diện. Một lão thái giám hơi chắp tay về Đỗ Trường Sinh. Đây là Lý Tĩnh Xuân, một trong những thái giám thân cận của Hồng Vũ Đế Dương Hạo. Lý Tĩnh Xuân đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Đỗ Trường Sinh, biết được bản thân không thể gạt được pháp nhãn của vị quốc sư này. Lão dứt khoát hành lễ một cái thoải mái đứng ở góc tường. Dù sao thì lão thái giám cũng hiểu rõ quốc sư là người thông minh, biết mình ở đây đại biểu cho cái gì. Quả nhiên, Lý Tĩnh Xuân nhìn thấy Đỗ Trường Sinh khẽ vuốt cằm, cũng không đáp lễ hay nói gì. Vào thời điểm nhìn thấy Lý Tĩnh Xuân, Đỗ Trường Sinh đã nhận ra hoàng đế biết Tiêu gia xảy ra chuyện, nhưng chắc chắn không biết được cụ thể là chuyện gì, nói không chừng còn đang hoài nghi thủ đoạn của phe phái đối địch. Để cho hoàng thượng nhìn xem cũng được, đây là họa của Tiêu thị, nhưng làm sao không quan hệ tới Dương thị được chứ? Đương nhiên, Đỗ Trường Sinh cũng phải thừa nhận chuyện Tiêu Tĩnh, tổ tiên của Tiêu gia cuối cùng cũng chết thảm thì không liên quan đến Dương thị, cũng không có gì mờ ám. Từng cỗ xe ngựa của Tiêu gia được người hầu dắt ra trước cửa chính. Hai cha con Tiêu gia lúc này đã khoác thêm áo choàng lông đi ra ngoài. Hai người thoáng nhìn qua đám người hầu đang chuyển đồ cúng bái lên xe ngựa rồi đặt tới trước mặt Đỗ Trường Sinh, cố ý chắp tay với ba người Vương Tiêu. Ba vị cao đồ của Đỗ Quốc Sư cũng đến rồi ư? Mời các vị lên xe, chúng ta lập tức khởi hành. Tầm mắt của Đỗ Trường Sinh không nhìn vào góc đường nữa. Lão khẽ gật đầu rồi dẫn theo ba đồ đệ của mình mà lên xe. Mà hai cha con của Tiêu thị thì một người lên xe, một người lên ngựa. Chưa đến nửa khắc sau, đoàn xe của Tiêu gia đã có tổng cộng 3 chiếc xe ngựa và 4 lão bộc, bao gồm cả người hầu và phu xe, tất cả cùng nhau xuất phát đi về phía cửa đông của Kinh Kỳ Vũ Thành. Càng có ít người biết về chuyện lần này càng tốt. Vì vậy Tiêu gia không mang theo quá nhiều người. Mọi người cũng hiểu được chuyện lần này không phải cứ nhiều người hoặc là ngó quyền thế là có thể làm được. 3 chiếc xe ngựa, mỗi xe có 2 con ngựa kéo, Tiêu Lăng một mình cưỡi ngựa phía trước. Trong hoàng hôn, khắp nơi đều là dòng người về nhà. Nhưng khi nhìn thấy 3 xe một ngựa này, mọi người đều tránh sang một bên, bởi vì chiếc xe cuối cùng chở quá nhiều đồ tế tự, cả đoàn xe cũng không đi quá nhanh. Tiêu Lăng nghiêng đầu nhìn bầu trời, vừa cưỡi ngựa, vừa lẩm bẩm. Hy vọng có thể kết thúc trước khi trời tối. May mà hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, dù vào ban đêm cũng không quá tối tăm. Cũng đúng vào lúc này, bên bờ sông vắng vẻ của Thông Thiên Giang, Ứng Nhược Ly đang ngồi bên bàn cầm chén trà, nhẹ nhàng hắt nước lên trời. Bọt nước trong chén trà nhỏ càng lúc càng lên cao, dẫn động phong vân hội tụ. Tiếng sấm vang lên, chỉ trong thời gian ngắn đã có đám mây đen lớn che khuất ánh mặt trời buổi chiều tà. Bất luận là trong thành hay trên đường, hoặc là một vài người còn đang đi dạo bên bờ sông, tất cả đều nhao nhao chạy về thuyền hoặc bến tàu để tránh mưa. Không lâu sau, cơn mưa rầm rầm rơi xuống mặt đất. Bầu trời vốn dĩ còn đang đe đói ánh hoàng hôn của buổi chiều, vì trận mưa to mà thoáng cái giống như đã vào ban đêm. Sắc trời trở nên xám xịt, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Đám người Tiêu phủ không còn sự lựa chọn nào khác. Bọn họ đã đến bước này, dù mưa đến đâu thì cũng phải đi về phía trước. Vì sợ tiếng sấm làm ngựa hoảng sợ, vài người hầu đã nhảy xuống dắt xe ngựa đi. Bùn lầy và rét lạnh, mưa to và sấm chớp, cuồng phong và gào thét,
sóng lớn cuồn cuộn. Sau khi rời khỏi thành, đoàn người Tiêu Thị vật vã trong thời tiết khắc nghiệt mất hơn nửa canh giờ. Cuối cùng được Đỗ Trường Sinh dẫn đường, bọn họ cũng đã đi đến được bờ sông tương đối vắng vẻ kia. Trong cuồng phong bão táp vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng đến từ đèn đuốc ở bến tàu xa xa, nhưng cực kỳ mơ hồ. Quốc sư, là nơi này sao? Tiểu Lăng đứng sát vào Đỗ Trường Sinh, dùng sức hét lớn hỏi một câu. Nếu không la lên thì căn bản sẽ không nghe thấy rõ. Đúng là nơi này. Đỗ Trường Sinh quét mắt nhìn qua mặt sông rồi nhìn về nơi cách đó không xa. Kế Duyên vẫn còn ngồi chơi cờ như lúc trước. Lòng nữ đang chống tay trên má, đưa mắt nhìn sang bên này. Dường như mưa to gió lớn bên kia chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ. Giống như hai nơi tách biệt. Mặc dù không có đèn đuốc nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Còn đoàn người Tiêu Thị tất nhiên sẽ không nhìn thấy hai người kia. Lão già, người cẩn thận chút. Tiêu Độ muốn xuống ngựa, nhưng vừa mới đi ra, người còn chưa đứng vững, áo choàng sau lưng đã bị gió lớn thổi tung, kéo cả người Tiêu Độ ngã xuống sông, người hầu sợ tới mức vội vàng chụp lấy lão ra nhà mình. Một lão bộc muốn che dù cho Tiêu Độ, nhưng mới mở dù ra không bao lâu, phần khung của cây dù đã bị gãy. Bây giờ muốn thắp đèn lồng thì chẳng khác gì người si nói mộng. Cuồng phong đang gào thét, ba chiếc xe ngựa kéo kẹt theo gió có chút lung lay. Thông Thiên Giang sóng lớn cuồn cuộn, thi thoảng sẽ đánh vào bờ sông. Vô số bọt nước cuộn trào, đổ ập xuống đám người Tiêu Thị. Trong mắt phàm nhân, mưa gió kiểu này đã là yêu phong yêu vũ. Người của Tiêu gia cảm thấy chuyện này chỉ e liên quan đến cự quy. Ô đạo hữu, hai cha con Tiêu Thị đã tới, mong ô đạo hữu hiện thân gặp mặt. Mặt sông tối đen như mực, thời khắc duy nhất có thể nhìn thấy rõ chính là lúc tia chớp xuất hiện. Sấm sét vang lên, tia chớp chiếu sáng thông thiên giang. Đoàn người Tiêu Thị phát hiện ra trên mặt sông cách đó mấy trượng xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vào lúc tia chớp sáng lên, có thể nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang nằm trong đó. Sông lớn nổi sóng mãnh liệt, sấm sét chớp rạch ngang trời. Bóng đen kinh khủng kia chậm rãi nổi lên từ trong vòng xoáy trước mặt nước. Hai trăm năm rồi, năm đó Tiêu Tĩnh hại ta thiếu chút nữa mất đi căn cơ tu hành. Vậy mà hậu nhân Tiêu Thị lại sống rất thoải mái. Cự quy nằm trên bờ sông, khi sấm sét chiếu rọi, nơi đó vang lên thanh âm đáng sợ. Còn có thứ gì đó hình dáng giống như khói đen dâng lên, hai mắt yêu quang chấn nhiếp lòng người. Đỗ Trường Sinh cũng bị dọa sợ, nhưng lập tức phản ứng lại. Khi nhìn thấy đoàn người Tiêu gia bị dọa đến mức không thể động đậy, lão lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ô đạo hữu, hai cha con Tiêu Thị đã đến, cũng mong ngươi hiểu được hậu nhân không biết chuyện của người xưa. Các ngươi còn không mau dập đầu 300 cái đi, một cái cũng không thể thiếu. Nghe được lời này, hai cha con Tiêu Thị cũng không dám do dự, quỳ gối trên bờ sông trong mưa, dập đầu xuống mặt đất lầy đội. Tổ tiên sai lầm, hậu nhân không biết, xin quy lão gia bỏ qua một lần. Cầu xin quy lão gia bỏ qua một lần. Hai cha con dập đầu trên mặt đất, nước bùn không ngừng văng lên tung tóe. Tuy không quá đau, nhưng dần có chút choáng váng. Đám gia phó phía sau không dám dừng, lúc này cũng quỳ xuống dập đều theo chủ. Trong cả quá trình này, lão quy đều nhìn xuống đám người Tiêu gia, im lặng không nói gì. Lòng nữ và thậm chí cả Đỗ Trường Sinh cũng lặng lặng nhìn theo. Chỉ có Kế Duyên đang nhìn bàn cờ không chút bận tâm. Cũng không biết đã qua bao lâu, đoàn người Tiêu gia đã dập đầu đến choáng váng. Quỳ cũng không vững nữa. 300 cái chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn. Tiêu Độ trực tiếp ngã xuống mặt đất bùn lầy, sau đó được Đỗ Trường Sinh đỡ lên. Quy đại gia, ngài còn yêu cầu gì không? Tiêu Lăng nói chuyện thay phụ thân, lấy hết dũng khí nhìn về cự quy đáng sợ. Mà bây giờ, Kế Duyên cũng ngẩng đầu nhìn lão quy. Lão quy có thể nhìn thấy Kế Duyên ngẩng đầu, lão biết rằng có lẽ thứ Kế tiên sinh muốn nhìn chính là giờ khắc này của mình. Nhưng trong lòng sớm đã không còn thấp thỏm nữa, lão quy mang theo ý cười nói với Tiêu Thị. Tổ tiên Tiêu Thị các ngươi là con người,
nhưng không có đạo nghĩa của con người. Lão Quy Ô Sùng ta là yêu, nhưng cũng hiểu đúng sai rõ ràng. Đối với Tiêu thị, ta quả thực có 200 năm oán khí. Mà bây giờ nhìn thấy các ngươi, ta lại cảm thấy buồn cười đến thế. Thật là buồn cười. Tiếng cười của Lão Quy áp đảo cả sấm sét, áp đảo mưa rông. Xa xa truyền về phía Thông Thiên Giang và truyền ra khắp hai bên bờ sông. Phương xa tựa như có tiếng gào thét quỷ dị, làm cho người ta nghe thấy da đầu đều tê dại. Các ngươi yên tâm, Lão Quy ta hôm nay sẽ không sát sinh. Chỉ cần Tiêu thị thiếu nợ gì, trả đó. Từ nay về sau, Tiêu thị không được làm quan. Con phải tìm cho ta hỏa đăng của trăm nhà hiền lành, đến thả xuống Xuân Mộc Giang cho ta. Không được làm quan. Tiêu Độ run rẩy lẩm bẩm. Còn Tiêu Lăng thì lớn tiếng hỏi. Hỏa đăng trăm nhà, chỉ cần trăm nhà thôi sao? Đúng vậy, giống như 200 năm trước, chỉ cần hỏa đăng trăm nhà, các người có thể cút. Lão Quy biết Tiêu gia nhất định sẽ tuyệt hậu, nên cũng không muốn tạo ra nhiều sát nghiệp. Hiện giờ hỏa đăng trăm nhà đã không còn có bao nhiêu tác dụng với lão, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn nên nhận. Một trận sóng lớn đánh tới làm cho đám người Tiêu Độ Tiêu Lăng xốc xếch, ngã xếch về phía sau. Sau đó nhìn lại ánh sáng của tia chớp, trên mặt sông đã không còn tự quy nữa rồi. Sau khi lão Quy biến mất, đám người Tiêu thị vẫn ngây ngẩn nhìn mặt sông trong ánh sấm chớp và cuồng phong bão táp hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Đỗ Trường Sinh nhắc nhở mới làm cho bọn họ hoàn hồn. Tiêu đại nhân, Tiêu công tử, Ô đạo hữu đã rời đi, các ngươi mau trở về. Lúc này đây hai cha con đều có chút ngẩn ngơ. Đỗ Trường Sinh giúp bọn họ thổi đi một chút nước mưa, tạm thời để cho bên này không bị mưa lớn chút xuống. Lão một lần nữa nói lớn. Mau trở về đi, chuyện tế tự này cũng không cần các ngươi quan tâm. Ta sẽ để đồ nhi của ta chuẩn bị. Vâng. Tiêu Độ có chút hoảng hốt đáp ứng. Tiêu Lăng vội vàng đỡ phụ thân đi về xe ngựa bên kia. Cả người đều ướt đẫm, chân bước loạng choạng đụng phải một chiếc xe ngựa. Lúc này mới cảm giác như được sống lại. Lão gia, chúng ta trở về. Mau trở về. Vâng. Phu xe dắt ngựa quay đầu, chiếc xe ngựa lảo đảo trên đường trở về. Ở trên xe, hai cha con Tiêu gia chật vật đều đã lạnh cóng. Tiêu Lăng còn đỡ hơn chút, dù sao y cũng còn trẻ tuổi, lại biết võ công. Còn Tiêu Độ lúc này thì đôi môi tím tái, cả người run rẩy. Chà, ngươi mau cởi áo khoác ướt ra, khoác tấm thảm nhung này rồi đốt lửa sưởi ấm. Đúng rồi, uống một ngụm rượu đi nào. Tiêu Lăng vận hành chân khí, tay chân xem ra cũng lưu loát nhanh nhẹn, xử lý hết thảy mọi việc. May mà công dụng chống mưa của xe ngựa cũng không tệ. Lò than phía trên vẫn chưa tắt, lại có một ít chăn nhung giữ ấm. Hai cha con cởi bỏ quần áo ướt sũng ra một ít, cả người quấn chăn ngồi run rẩy trước lò than. Còn những người hầu chạy xe bên ngoài thì cũng chỉ có thể uống hớp rượu mạnh gắng gượng vượt qua. Mấy ngụm rượu vào bụng, quấn chăn sưởi ấm trước lò than, rốt cuộc Tiêu Độ cũng cảm thấy mình sống lại. Hai cha con nhìn nhau, có ưu sầu và cũng có giải thoát. Nếu so sánh giữa hai người, Tiêu Độ ưu sầu nhiều hơn chút, còn Tiêu Lăng cảm thấy giải thoát nhiều hơn chút. Hai người trầm mặc hồi lâu, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi xe ngựa rời đi bờ sông đi đến đạo quan về tới phủ thành Kinh Kỳ, cuồng phong bạo vũ cũng yếu đi khá nhiều. Chà, chỉ cần chúng ta tìm hỏa đăng của trăm nhà hiền lành, ân oán Tiêu gia và Lão Quy xem như đã được giải quyết. Tiêu Độ khẽ gật đầu lại lắc đầu. Nhưng Lão Quy muốn người trong Tiêu gia không được làm quan nữa, con đường làm quan này sợ là muốn đoạn tuyệt rồi. Nhìn dáng vẻ của Đỗ Quốc Sư, dường như ngài ấy cũng không muốn giúp chúng ta. Không làm quan thì không làm quan, Tiêu gia chúng ta không thiếu tiền tài, an tâm làm phú ông không phải chuyện tốt sao? Hiện giờ triều đình dung chuyển, có thể sớm rời khỏi đó cũng không phải là chuyện xấu. Chà, chuyện đã đến nước này, cần gì phải chấp mê chứ? Tiêu Lăng khuyên giải hai câu, Tiêu Độ cũng nở nụ cười. Nói không sai, hơn nữa ngay cả mạng không còn,
thì làm quan còn có lợi ích gì? Chỉ là không biết hòa thượng và một số người khác có nguyện ý để Tiêu gia bình yên lui thân hay không mà thôi. Tiêu Lăng cũng không phải không biết chính sự, nghe vậy trong lòng hơi cả kinh. Cha lo lắng Doãn tướng bỏ đá xuống giếng. Tiêu Độ lắc đầu. Ta không lo lắng về chỗ Doãn tướng. Quên đi, bất luận chuyện này thế nào, chúng ta cũng phải làm. Sau khi tận mắt chứng kiến thấy yêu vật khủng khiếp, Tiêu gia cũng không muốn ôm tâm lý may mắn gì nữa, chỉ suy nghĩ làm thế nào để thoát thân trở ra. Bên bờ sông, chiếc xe ngựa chất đầy vật phẩm tế tự không rời đi. Đỗ Trường Sinh và ba đệ tử đứng trong mưa nhìn theo hai chiếc xe ngựa của Tiêu gia biến mất trong màn mưa xa xăm. Ba người các ngươi chuẩn bị đồ cúng tế đi. Sau khi lưu lại những lời này, Đỗ Trường Sinh bước nhanh đến một nơi chắp tay hành tế với Kế Duyên và Long Nữ. Kế tiên sinh, Giang thần đương đương, việc này chấm dứt như thế, hai vị cảm thấy thế nào? Kế Duyên đứng lên nhìn Thông Thiên Giang. Có thích hợp hay không không cần hỏi ta. Long Nữ đứng lên, ống tay áo vung lên trời, mưa to dần giảm bớt, trong vài hơi thở đã hóa thành mưa phùn, sấm chớp oanh tạc cũng biến mất. Cũng không cần hỏi ta. Kế Duyên quay lại cất bàn cờ, nói với Long Nữ và Đỗ Trường Sinh. Kế mỗ đi trước đây. Dứt lời, Kế Duyên chậm rãi rời đi, quay về hướng Kinh Kỳ Phủ. Long Nữ nhìn Đỗ Trường Sinh một chút, rồi nhìn ba gã đồ đệ của lão đang chú ý tới động tĩnh của sư phụ, nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Nàng khẽ gật đầu, sải bước vào trong dòng nước, đạp sóng mà đi, chìm xuống lòng sông rồi biến mất. Sư phụ, ngài nói chuyện với ai ở bên kia vậy? Ba người Vương Tiêu đang lấy đồ tế tự trên xe ngựa xuống. Nhìn thấy Đỗ Trường Sinh trở về, bọn họ hỏi một câu. Không có chuyện gì, Giang thần nương nương vừa mới nhìn ở đó, nhanh lên một chút, tế tự xong chúng ta trở về ngủ. À, vâng. Ngoại trừ Vương Tiêu tốt hơn một chút, đạo hạnh hai đệ tử còn lại rất nông cạn. Nhưng dù sao bọn họ cũng có phương pháp chính tu, mấy việc đơn giản như tránh nước thì vẫn có thể làm được, cho nên cũng không sợ mưa phùn như lúc này. Không hề ngoài ý muốn, Tiêu Độ nhiễm phong hàn. Trong số những người hầu đi theo hôm đó cũng có hai người sinh bệnh. Chỉ có Tiêu Đăng và hai người hầu khác có tố chất thân thể vững vàng nên không phát bệnh. Chẳng qua dù có bị bệnh, ngày hôm sau Tiêu Độ vẫn gắng gượng viết xong đơn từ quan, sai người đưa vào trong cung. Việc này lão không dám tùy tiện đánh cuộc. Nếu có thể làm sớm thì làm cho xong. Hơn nữa cũng không phải lão muốn từ quan là có thể từ quan ngay lập tức. Trong ngự thư phòng, Hồng Vũ Đế thực sự đọc đơn từ quan của Tiêu Độ thì vẫn có chút khó có thể tin được. Tiêu Độ muốn từ quan thực sao? Dương Hạo nắm lá đơn từ chức trong tay, nhìn về phía lão thái giám Lý Tĩnh Xuân ở bên cạnh. Yêu vật kia đáng sợ như thế sao? Bẩm bệ hạ, cự quy kia to lớn như một tòa tiểu lâu, trong mắt độ hung quang, ngay cả trận mưa kia cũng rất tà dị, tám phần là do yêu quái gây ra. Với công lực cảnh giới tiên thiên của lão nô cũng không có dũng khí tới gần. Dương Hạo nheo mắt, nhìn lá đơn trong tay. Trong đó từng câu từng chữ đều là thần tử tuổi già sức yếu không đủ tinh lực, không có tiết lộ đoạn ân oán kia nửa chữ. Tiêu thị này làm như vậy có tính là khi quân không? Nghe hoàng đế thì thầm một câu như vậy, lão thái giám Lý Tĩnh Xuân đứng bên cạnh cũng cảm thấy sống lưng hơi nóng. May mà xem ra không phải lão hoàng đế muốn hỏi lão, chỉ lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó hoàng đế cười nhẹ. Nếu Tiêu Ái Khanh đã cảm thấy lực bất tòng tâm, cô cho phép ngươi cáo lão tử quan. Hồng Vũ Đế không giống như suy đoán của Tiêu Độ. Lão đã nghĩ rằng đầu tiên hoàng đế sẽ trả lại đơn tử quan cho lão, chờ lão khỏi bệnh, sau đó triệu kiến vài lần rồi lại nghiêm túc thảo luận chuyện nhự sử đại phu tử quan. Lão không nghĩ rằng hoàng đế trực tiếp ngự bút phê chuẩn. Vài ngày sau, tin tức ngự sử đại phu Tiêu Độ từ quan, hơn nữa hoàng thượng đã đồng ý nhanh chóng lưu truyền trong hệ thống quan đại kinh thành, gây nên chấn động mạnh ở trong mấy phe phái. Nói một cách đơn thuần, ngự sử đại phu từ quan vào thời khắc này đã gợi nên sự chấn động không hề thua gì và thậm chí còn hơn việc một tể tướng bình thường từ quan. Dù sao đại trinh cũng theo chế độ đa tướng, có một số tể tướng chưa chắc đã có vị trí quan trọng như ngự sử đại phu. Việc Tiêu Độ từ quan giống như ném một tảng đá lớn vào mặt hồ ở thời kỳ mẫn cảm này.
làm cho thế cục triều đình không ngừng phát triển trong những ngày tiếp theo. Đầu tiên là kinh thành xuất hiện cảnh tượng ngày đêm đảo lộn, tinh hà rơi xuống. Sau đó là bệnh tình của Doãn Triều Tiên chuyển biến tốt đẹp, thân thể đang trong lúc hồi phục. Và rồi ngự sử đại phu Tiêu Độ cáo lão từ quan. Tiếp đó, đương kim hoàng thượng lại trực tiếp phê chuẩn thỉnh cầu từ quan của ngự sử đại phu. Trong triều có mấy quan viên phe phái thường xuyên qua lại, trong đó còn có triều thần và ngoại thần lén đút gặp nhau. Cho dù Tiêu Độ đã từ quan, nhưng cũng không được sống an ổn, hoặc là vẫn ẩn nấp, hoặc thản nhiên mà sống. Bất kể ngày đêm, đều có người bái phỏng phủ đệ Tiêu gia. Một tháng sau ở Doãn Phủ, trong tiểu viện khách xá của Kế Duyên, Doãn Triệu Tiên tháo mặt nạ hồ đi. Giờ đây Doãn Triệu Tiên đang ngồi đối diện với Kế Duyên, cùng chơi cờ với hắn. Từ lâu rồi Doãn Mỗ không thể địch nổi lại khả năng chơi cờ của Kế tiên sinh nữa. Ván tiếp theo nhường ta 10 quân nha. Kế Duyên khẽ nhếch miệng, càng lúc càng phải nhường nhịn nhiều hơn. Vậy cũng không được, khả năng chơi cờ của Kế Mỗ mạnh hơn Doãn phu tử ngươi một chút, nhưng nhường 10 quân thì còn đánh gì nữa. Không bằng tính ngươi thắng luôn cho rồi, nhiều nhất là 6 quân cờ thôi. Được được, 6 quân thì 6 quân, chúng ta đánh thêm một ván nữa. Doãn Triều Tiên chủ động thu nhập bàn cờ, Kế Duyên cũng đành phải lắc đầu phụng bồi. Doãn phu tử này là một thân hạo nhiên chính khí, nhưng chỉ có lúc chơi cờ với hắn là tính toán từng ly từng chút. Chẳng qua đây mới là Doãn phu tử chân chính mà không phải Doãn Văn Cúc trong thần thoại bên ngoài kia. Lúc này, hai huynh đệ Doãn Thanh và Doãn Trọng một trước một sau đi vào trong viện. Cha, Kế tiên sinh! Cha, Kế tiên sinh! Hai vị huynh đệ lần lượt chào hỏi trưởng bối một tiếng. Sau khi đến gần, Doãn Thanh trước tiên nhìn lướt qua bàn cờ, thấy trên bàn cờ còn chưa hạ màn mà cha mình đã bày 6 quân cờ, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng y cũng không phải đến đây để xem hai người chơi cờ. Cha, Tiêu gia thoạt nhìn hình như đang chuẩn bị rời kinh. Trong khoảng thời gian này, Doãn Thanh cũng phân tâm để ý đến Tiêu gia. Mới đầu y còn sợ Tiêu gia lấy đuôi làm tiến. Dù sao động tác của Tiêu gia cũng quả quyết, muốn vứt bỏ hết thảy đuôi thân cũng không phải chỉ có cách này. Hoàng thượng lại đồng ý ngay nên rất dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghe Kế Duyên kể một ít chuyện, Doãn Triều Tiên và Doãn Thanh mới tin Tiêu gia thực sự muốn rút lui. Vốn dĩ mấy năm nay, Tiêu gia chắc chắn đã làm một vài chuyện tham ô trái pháp luật và cũng đã kiếm chắc được không ít chỗ tốt. Hoặc là lui một bước mà nói, đại thần trong triều thực sự có quá ít người hoàn toàn sạch sẽ. Tiêu gia tự mình rút lui cũng làm cho Doãn gia bớt đi rất nhiều phiền toái. Vì vậy Doãn gia cũng vui vẻ tha cho đối phương, hết thảy sự việc cũng đều bỏ qua. Nhưng dư luận trong triều lại có rất nhiều phiên bản, nhiều quan viên phe phái đều cảm thấy bất an, thậm chí có lời đồn rằng hoàng thượng quyết đoán để Tiêu Độ từ quan như vậy, Doãn tướng lại khỏi bệnh, trong đó có âm mưu lớn. Loại thuyết âm mưu này đạt đến đỉnh điểm ngay sau ngày đầu tiên Doãn Triệu Tiên tham dự buổi tảo triều. Dưới hoàn cảnh này, mỗi ngày vẫn có rất nhiều quan viên tìm cách tiếp xúc với Tiêu gia, khiến cho Tiêu gia rơi vào một loại tình huống nguy hiểm. Nghe nói Doãn Thanh nói, Doãn Triệu Tiên thoáng nhìn qua Kế Duyên đang muốn hạ cờ, suy nghĩ một chút rồi thở dài. Tiêu Độ cũng là bất đắc dĩ. Doãn Trọng suy nghĩ một phen nói, phụ thân, Tiêu gia rời kinh trở về nguyên quán Kê Châu, tất nhiên cũng có nguyên nhân là do phải tuân thủ ước định, nhưng nếu thực sự rời kinh, chẳng phải bọn họ sẽ rất nguy hiểm sao? Doãn Thanh cười cười vỗ bả vai của Doãn Trọng. Có thể suy nghĩ như vậy thì xem ra đệ cũng có tiến bộ rồi. Chỉ là so với đệ, Tiêu Độ còn suy nghĩ nhiều hơn một chút. Hiện giờ tuy rằng khả năng có nhiều người coi Tiêu gia là cái đinh trong mắt, nhưng nếu ở lại kinh thành, rõ ràng Tiêu thị đã là từ quan, lại không ngừng có quan trong triều, thậm chí ngoại thần vụng trộm bái phỏng. Hoàng thượng trước kia là Thánh Minh, hiện giờ cũng khôn khéo, hoàng thượng có lẽ sẽ niệm tình cũ để Tiêu thị bình yên rút lui, nhưng người khôn khéo cũng rất dễ suy nghĩ nhiều. Tiêu Độ cũng rõ ràng điểm này, lão đã không còn là ngự sử đại phu, có người phía sau trợ giúp nữa. Lão chỉ có thể sốt ruột gấp gáp, cũng không thể mất thể diện mà cầu cha chúng ta. Vì vậy, rời khỏi kinh thành xem như là nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng cũng đáng giá để mạo hiểm. Dù sao Tiêu gia vẫn có tích lũy đấy. Doãn Thanh nói một chàng như vậy,
Ngay cả Kế Duyên không hiểu chuyện triều chính nghe cũng hiểu được, cũng có thể nghĩ ra một ít quan hệ phức tạp trong đó. Doãn Trọng thì càng không cần phải nói. Giải thích xong những chuyện này, y nói với Doãn Trọng: Hồ Nhi, đệ tốt nhất là nên âm thầm đi theo Tiêu thị. Nếu có vạn nhất, thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ một phen, để cho bọn họ bình yên trở về Kê Châu đi. Doãn Trọng suy nghĩ một lúc, cũng hiểu vì sao phải giúp đỡ những người từng đối đầu với nhà mình như vậy. Vâng, phụ thân, Kế tiên sinh, huynh trưởng, ta cáo lui trước. Doãn Trọng chắp tay về phía ba vị trưởng bối trong viện, xoay người long hành hổ bộ mà rời đi. Tại chuồng ngựa hậu viện của Tiêu phủ, từng chiếc xe ngựa xếp thành hàng dài, người hầu của Tiêu phủ đang chuyển một ít châu báu trang sức vào trong xe. Tiêu Đồ thi thoảng sẽ tới đây một chuyến, để một ít vào đồ vật mình yêu thích. Tiêu Lăng cũng dẫn theo mấy vị phu nhân của mình lên ngựa. Cho dù Tiêu gia vẫn giữ lại một vài người hầu ở dinh thự trong kinh thành, nhưng rất khó nói lúc nào Tiêu gia có thể quay trở lại kinh đô. Vì vậy, đây giống như một lần dọn nhà lớn, tất cả đồ vật quý báu và chân bảo đều được mang đi. Tiêu Độ ho khan, ôm theo mấy bức tranh chữ đi về phía sau một chiếc xe ngựa chở đầy mấy thứ như thư họa. Một đáo bộc vội vàng tiến lên. Lão gia, để ta làm cho. Thân thể ngài vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngài đi vào trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài vẫn còn lạnh lắm. Không, không có gì đáng ngại. Những thứ này đều là vật mà ta trân quý, ta cần tự mình cầm mới yên tâm. Nói xong, Tiêu Độ chậm rãi đi ra sau xe ngựa. Lão mở cửa sau, đặt lấy bức tranh trong tay vào một cái dương gỗ dài, rồi đóng nắp dương gỗ lại. Ở bên cạnh có một hộp gỗ đim, khảm đồng văn, vẫn chưa đựng gì cả. Coi chừng nhá. Vâng. Tiêu Độ phân phó một câu rồi quay lại, đi lướt qua đám người hầu bận rộn của Tiêu gia. Lão quay trở về thư phòng của mình. Căn phòng lúc này đã có nhiều giá kệ trống trơn, nhưng cũng rất nhiều thứ được giữ lại. Tiêu gia không thiếu tiền, cho dù chưa biết ngày về, nhưng cũng không có khả năng chuyển sạch tất cả đồ đạc của Tiêu phủ đi. Đi cũng khó, có thể dọn sạch sẽ, chỉ cần mang theo những thứ nhất định phải mang là được. Tiêu Độ bước vòng qua tấm rèm trong thư phòng, đi vào bên trong, nhìn về phía bức tường trắng ở sau bàn. Ở phía sau treo một bản tự thiếp, độ dài rất lớn. Trên đó viết chữ Xuân Thủy Thiếp, giạt rào mênh mông, chỉ trong ngàn chữ. Nội dung là cảnh Xuân Mộc Giang cùng với tấm lòng ung dung thong thả của tác giả. Từng chữ như thiết họa ngân châu, lộ ra cốt cách rắn giỏi. Cuối cùng là phần ký tên dĩ nhiên là Doãn Triệu Tiên. Tiêu Độ lấy cây gậy treo trong thư phòng, cẩn thận tháo Xuân Thủy Thiếp xuống, đặt ở trên bàn. Lão đưa tay lau sạch lớp bụi bặm căn bản không hề tồn tại, sau đó cuốn bức tranh chữ này từng chút một. Đợi lấy đi Xuân Thủy Thiếp, Tiêu Độ lại quay đầu nhìn thư phòng mình đã dùng nhiều năm, cuối cùng vẫn thở dài. Lão thấp giọng ho khan, rồi rời đi. Lúc đi tới vị trí chuồng ngựa, Tiêu Độ nhìn thấy thân ảnh nhi tử của mình, cũng thấy bên cạnh xe ngựa có nha hoàn đưa hết đồ này tới đồ khác vào trong xe. Lão cũng biết được con dâu của mình đã lên xe ngựa. Cha, sao cha không nghỉ ngơi một chút? Việc dọn đồ đạc cứ để cho hạ nhân hoặc hài nhi làm là được rồi. Tiêu Đăng vội chạy tới đỡ Tiêu Độ. Gần đây phụ thân của y là cực kỳ sợ lạnh. Mấy ngày liên tục lo lắng không ngừng, làm cho bệnh phong hàn không đỡ hơn. Dù không có triệu chứng nặng nề, nhưng mãi vẫn còn ho khan. Có nhiều thứ như thế, làm sao có thể để cho hạ nhân làm được? Nếu làm hỏng thì phải làm sao? Để cha tự làm. Tiêu Độ đi tới chỗ xe ngựa chở thư họa, đặt bản tự thiếp trong tay vào hộp kia. Sau khi khóa lại, lão mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Tiêu Đăng bên cạnh cũng thấy rõ ràng cảnh này. Từ khi thấy bản tự thiếp viền vàng kia, y biết đây chính là Xuân Thủy Thiếp trong thư phòng của phụ thân, là một trong những tác phẩm bình sinh đắc ý nhất của ngôi sao sáng nhất trong giới văn học, Doãn Triệu Tiên. Chỉ riêng một tấm tự thiếp này nếu được bán ra ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý dùng cái giá khiến cho người khác phải nghẹn họng để mua cho bằng được. Cha lên xe đi, chúng ta sắp khởi hành rồi. Được. Tiêu Lăng đỡ Tiêu Độ lên một chiếc xe ngựa, sau đó dặn dò người hầu bên cạnh xe vài câu. Lúc này y mới đi về phía một chiếc xe ngựa lớn ở phía sau. Ở đó có một nữ tử đang vén rèm nhìn y đi tới. Người này chính là thê tử của Tiêu Lăng tên Đoạn Mộc Uyển,
từng là danh kỹ Hồng Tú. Thấy Tiêu Lăng đi tới, thê tử nhìn y rồi hỏi một câu. Tướng công, vừa rồi chính là Cận Tiên Tam Phân hả? Đoàn Mộc Uyển chính là chính thê của Tiêu Lăng, nhưng đến tận bây giờ còn chưa từng bước vào thư phòng của Tiêu Độ, càng không biết bên trong có đối bày biện thế nào. Thế nhưng nàng đã từng nghe tướng công mình nhắc tới bức tranh chữ nơi đó. Tiêu Lăng gật đầu. Không sai, chính là Xuân Thủy Thiếp của Doãn Tướng đấy. Theo như truyền thuyết, hiếm khi thấy Doãn Tướng say rượu mà viết thơ. Khi đó Doãn Tướng còn cười to mắng rằng chữ này có thể cách tiên nhân mỗi ba phần mà thôi. Lúc trước đây, chính là thứ mà Thánh Thượng giành giật từ tay Doãn Tướng đấy. Do cha ta phá vô số đại án trong nhiều năm, tích lũy rất nhiều công tích. Thế nên vào ngày đại thọ 70 của cha ta trong năm vừa rồi, Thánh Thượng từng lén hỏi cha ta muốn được ban thử thứ gì trong ngự thư phòng. Thế là cha ta tấu rằng muốn Xuân Thủy Thiếp. Lúc đó Thánh Thượng vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn ban tặng cho cha ta. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Lăng không khỏi lộ ra nụ cười tươi, mà thê tử bên cạnh y lại than nhẹ. Hey, đôi khi đúng là không thể hiểu nổi, nhưng cẩn thận nhẫm lại thì đúng là phải nên như thế. Đừng nói nữa, ngồi xuống đi. Người trong tiêu phủ đã bắt đầu thu xếp đồ đạc từ hôm qua. Hôm nay mọi người bắt đầu chuyển mọi thứ lên xe. Những người hầu nào đi theo đã tập hợp đầy đủ, mà ai nên giải tán thì cũng được nhận đủ tiền lương tương ứng và đi khỏi đây. Quá nửa giờ tí, mọi thứ đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Lăng và một vài người hộ vệ cùng nhau cưỡi ngựa đi phía trước, dẫn theo đội ngũ chừng mười mấy chiếc xe ngựa lớn nhỏ rời khỏi tiêu phủ. Một nơi mà mọi người đã sống ở đây từ thuở ấu thơ. Lúc này chỉ còn lại vài người hầu đứng trước cửa nhà, nhìn đoàn xe đi xa. Ai nấy đều có một cảm giác xốn xang khó mà có thể diễn tả thành lời. Trên xe ngựa, đa phần tâm tình mọi người Tiêu gia đều hơi nặng nề. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi có thể bình an rời khỏi kinh thành. Tiêu Lăng cưỡi ngựa, nhìn dân chúng kinh thành trên đường, nhìn kinh đô phồn hoa. Y biết rằng mình sẽ chẳng thể quay lại đây trong một thời gian rất dài. Chuyến đi này, thậm chí y cũng không kịp từ giã bằng hữu. Cơ mà, làm thế chỉ là để tốt cho đôi bên. Điều đáng nói ở đây chính là mối hôn sự mà Tiêu gia định an bài kể như đã đoạn tuyệt. Lâu thuyền của Tiêu gia trên Thông Thiên Giang sớm đã được chuẩn bị xong. Trước khi lên thuyền, Tiêu Lăng và các hộ vệ có võ công cao cường cũng không quên tra xét từng ngóc ngách trên chiếc thuyền đâu này. Sau đó mới cho người di chuyển đồ đạc lên. Mọi thứ đã sẵn sàng, đoàn người cũng không hề nấn ná, vội vàng theo đường thủy trên sông Thông Thiên rời khỏi đây. Từng tiếng vó ngựa lẫm liệt vang lên mặt đất liên tục không ngớt. Doãn Trọng dẫn theo A Viễn và 10 tay hảo thủ khác của Doãn gia, tổng cộng 12 người liên tục thúc ngựa đi nhanh. Nhóm người của Doãn Trọng cũng không đi theo đội ngũ của Tiêu phủ. Kể từ khi người của Tiêu gia bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, Doãn Trọng đã dẫn người đợi sẵn ở một vị trí thích hợp dựa vào sự phán đoán của y. Khoảng cách mà Tiêu phủ ra khỏi kinh thành vừa rồi chuyển đến bến tàu Thông Thiên Giang chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ tai nạn gì. Lý do đầu tiên là vì lộ trình khá ngắn, mà lý do kế tiếp là vẫn còn trong phạm vi kinh thành. Đồng thời Thông Thiên Giang vẫn còn Lão Quy ở đó. Doãn Trọng từng nghe huynh trưởng Doãn Thanh của mình kể về Lão Quy, cho nên y vẫn có chút hiểu rõ về Lão Quy ấy. Theo đó, khả năng lâu thuyền của Tiêu gia bị tập kích hoặc bị tập kích thành công trên Thông Thiên Giang là cực kỳ thấp. Cuối cùng, địa phương dễ bị cản đường nhất chính là lúc đoàn người Tiêu gia cập bến Uyển Châu, chuẩn bị chuyển sang Kê Châu. Một mặt Doãn Trọng đã phái vài tên hào thủ giỏi về khinh công và sức nhạy bén âm thầm bám theo hành tung của Tiêu thị. Mặt khác, tự bản thân y dẫn người đi theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Bên kia đi thuyền, nhóm người Doãn Trọng lại cưỡi ngựa, dĩ nhiên là sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều. Không những thế, họ phải thường xuyên đổi ngựa, không thì sức ngựa không đủ để một chuyến hành trình dài đến vậy. Nhưng cả Doãn Trọng và đội ngũ đồng hành của y cũng không phải người thường, nên chút cực khổ ấy chỉ là việc nhỏ. Chạy liên tiếp 6 ngày, đêm khuya hôm đó, trong lúc đám người Doãn Trọng đang nghỉ ngơi chợt có tiếng cú vọ vang lên gần đó. Công tử, có thám tử hồi báo. Doãn Trọng thoáng cái mở mắt ra ngồi bật dậy. Ước chừng hơn 10 nhịp thở sau đó, một nam tử mặc y phục dạ hành màu xanh đậm đã chạy đến trước mặt. Công tử, lâu thuyền Tiêu gia đã thẻ neo đậu tại Yến Lạc Khâu,
và một canh giờ trước khi đêm xuống, trước mắt vẫn chưa có động tĩnh gì. Một canh giờ trước khi đêm xuống, sao sớm thế nhỉ? Yến Lạc Khâu. Doãn Trọng cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày ra lệnh với cấp dưới. Mang địa đồ đến đây. Tuân lệnh. Cấp dưới mang tới một tấm địa đồ bằng giấy da dầu ra, sau đó dùng đánh lửa để thắp lên một ngọn đèn nhỏ. Mọi người bèn vây quanh ánh lửa duy nhất tại doanh trại nghỉ ngơi dã chiến, cùng nhau quan sát địa đồ. Dọc theo thông thiên giang, Doãn Trọng tìm được vị trí của Yến Lạc Khâu, xét tới xét lui, ngón tay ấn qua vài lần những con đường thủy bên cạnh. Doãn Trọng suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng nói. Ám độ Yến Lạc Khâu hả? Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay là một đêm đầy mây. Sau khi tắt đi ánh đèn, tầm nhìn sẽ bị hạn chế xuống đến mức thấp nhất. Công tử, ý ngài là đêm nay Tiêu gia sẽ có hành động bất ngờ tại Yến Lạc Khâu, chia binh hai đường, một sáng một tối để hồi hương. Hay quá rồi. Thật không hổ danh là ngự sử đại phu tiền nhiệm, thế mới có thể nghĩ ra kế sách này. Ừ, đường thủy tại Yến Lạc Khâu vừa nhỏ vừa chằng chịt. Nếu dùng một chiếc thuyền nhỏ mà len đén tiến lên, sau đó thì căn bản khó có thể dự đoán được vị trí chính xác của nó. Sao công tử có thể đoán ra được vậy? Doãn Trọng bình tĩnh. Tiêu thị đa mưu túc trí, nếu như dựa theo bản tính bọn họ mà phỏng đoán thì cũng không khó lắm đâu. Nhưng làm như thế, vậy chẳng khác nào tự tách rời lực lượng của bản thân. Dù sao đi nữa, dùng lâu thuyền để tạo ra động tác giả như vậy thì đúng là giảm thiểu rủi ro. Nhưng ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm thì sức chiến đấu Tiêu gia cũng bị giảm đi rõ rệt. Năm ngày sau, điều mà Doãn Trọng lo lắng đã trở thành sự thực. Chiếc thuyền nhỏ của Tiêu gia cập bến tại một trấn nhỏ, mua lại một vài chiếc xe ngựa để đi đường bộ. Ngày đầu tiên vẫn bình an vô sự, nhưng vào đêm hôm đó, Tiêu Đăng chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Hiện tại đoàn người đang tránh gió tại một gò đất hoang vu, đồng thời cũng bắt đầu châm lửa nấu cơm. Tiêu Đăng và một vài hạ nhân biết võ công bỗng nhiên cảm giác được mặt đất chấn động nhẹ. Mọi người chú ý, có đại đội nhân mã đang đến. Vừa dứt lời, đã có tiếng giống lớn vang lên từ phương xa. Các huynh đệ, dê béo phía trước, ai dám phản kháng giết. Cẩn thận, đừng làm bị thương những tiểu nương tử kia. Mọi người xông lên nào. Tiêu Lăng thầm giật mình. Mọi người cẩn thận, là mã tặc. Mười mấy vệ sĩ Tiêu gia dồn dập rút đao kiếm ra, cùng Tiêu Lăng chạy đến khu vực bên ngoài. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một toán đại đội nhân mã đang tiến tới từ phương xa, gợi nên thanh âm vó ngựa đùng đùng đinh tai nhức óc. Ước chừng 40 kỵ mã, có thể đối phó được. Mọi người! Còn chưa nói xong, đồng tử trong mắt Tiêu Lăng đã co rút mãnh liệt, bởi vì y thấy được có rất nhiều người trong đám mã tặc kia bỗng dưng ngửa người về sau, giơ lên một cây cán dài nào đó, trong khi một vài tên khác lại rút nỏ ra. Kỵ sĩ biết phóng lao vào bắn nỏ, không phải mã tặc. Từng tiếng rít phá không truyền đến, hai mươi mấy cây lao được ném ra, xẹt theo hình vòng cung, phóng tới với tốc độ cực nhanh và vô cùng chính xác. À! Mặc dù hộ vệ Tiêu gia có võ công cao cường, nhưng vẫn có ba người bị thanh lao đóng đinh xuống mặt đất mà chết. Sau đó là nỏ tiện bắn tới, cũng đã thương thêm mấy người. Giết sạch bọn họ, chưa đại tiêu độ. Tay quân sĩ thống lĩnh nhóm kỵ binh cũng không giả vờ nữa, thét lớn ra lệnh, rồi dẫn theo một đám kỵ sĩ xông thẳng đến doanh địa của Tiêu gia. Lúc này, tiếng đánh nhau hòa cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên lồng lộng giữa miền hoang dã. Gia quyến của Tiêu gia bao gồm cả Tiêu Độ chỉ có thể nấp sát vào trong một góc của địa doanh, hoặc là mờ mịt luống cuống, hoặc là lạnh run cả người, trong khi Tiêu Lăng cũng biết người đến là điên cuồng. Y và các hộ vệ Tiêu gia đã bất chấp tất cả mà công kích điên cuồng, còn có bản thân cũng đã ướt đẫm máu tươi. Đúng lúc này, lại có tiếng vó ngựa vang lên đến gần, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người Tiêu gia rơi vào trong tuyệt vọng. Một gã hộ vệ với cả cơ thể ướt đẫm máu đột ngột chộp lấy bả vai Tiêu Lăng nói. Công tử, ngài mau dẫn lão gia và phu nhân chạy trước, để cho bọn ta chống đỡ tại nơi này. Người hộ vệ vừa nói xong, y đầu đã không cánh mà bay. Một quân tướng khác trông giống như là thủ lĩnh của nhóm binh lính chặn đường này cưỡi ngựa chạy đến cười to nói. Không ai có thể trốn thoát, dù chỉ một người.
Về phần Tiêu Lăng, y chỉ kịp thời vung đao để tùy tiện đuôi về phía sau vì bị máu tươi của hạ nhân này bắn nhai vào mặt. Vì tầm mắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một nỗi sợ hãi dần lan kín cõi lòng của y. Không phải y sợ chết, mà sợ cái đáng sợ xảy ra sau khi chết. Tên tướng quân kia lại giục ngựa phi như điên, nâng thanh trường đao nặng nề trong tay lên, nhắm thẳng vào Tiêu Lăng vung đao loạn xạ bên kia. Tiêu Lăng, người chết đi! Đại đao đã được nâng lên, vó ngựa áp sát đến gần Tiêu Lăng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một thanh âm thét yếu ớt lại xé rách cả không gian chợt vang lên từ một góc tối nào đó bên cạnh. Một nắm đấm trực tiếp xuất hiện, trực tiếp đánh thẳng một kích vào đầu con ngựa mà tên tướng quân kia đang cưỡi. Trong nháy mắt này, gã tướng quân ấy có cảm giác như thân thể mình bị một sức nặng ngàn cân ném bay đi vậy. Cả người đẫn ngựa bị đánh ngã xuống đất, kéo dài lăn ra mấy trượng sang một bên. Không những thế, gã quân tướng này còn bị con ngựa kia đè lên rồi kéo lê đi, sau đó tắt thở trước khi quán tính kéo lê đến điểm kết thúc. Không cần giữ ai sống sót. Tuân lệnh. Theo thanh âm khàn khàn mà Doãn Trọng cố tình giả mạo để ra lệnh, các cao thủ Doãn gia mạnh mẽ tiến vào chiến trường từ ba hướng khác nhau. Doãn Trọng cũng lập ra chiến cuộc trong tư thế tay không tấc sắc, hoặc y dùng đao kiếm đoạt được, hoặc dùng trường thương đoạt được, thậm chí tận dụng ngay cả thế ném lao, trông không khác gì một vị chiến thần. Mỗi nơi y đi qua, người ngã ngựa đổ. Người Tiêu gia sớm đã cạn kiệt thể lực, chỉ đủ sức bảo vệ cho gia quyến phía sau, ai nấy đều giật thót cả mình, tựa như gặp phải ma quỷ, bởi vì bọn họ có thể nhận ra là ai đang chiếm ưu thế trong trận chiến trước mắt. Hơn một khắc sau, chiến trường đã ổn định lại. Lúc này Doãn Trọng đang đứng trong bóng đêm. Trên tay trái của y là một thanh đoạn đao, tay phải cầm một cây trường thương đang xuyên qua một đầu của ai đó. Doãn Trọng đạp bước đứng lên thi thể, ánh trăng phá vỡ tầng mây đen mà chiếu xuống, soi tỏ một thân thể đậm máu của y. Thủ lĩnh, chúng ta có hai vị huynh đệ tử trận, có 7 người khác bị thương. Mang theo hai vị huynh đệ tử thương, chúng ta rời khỏi đây. Nói xong câu đó, bằng chất giọng khàn khàn, Doãn Trọng quay đầu nhìn về phía doanh trại của Tiêu gia, sau đó xoay người sải bước rời đi. Tráng sĩ, chẳng hay tráng sĩ có thể cho biết tên tuổi. Tráng sĩ, có thể nói ta biết là người phương nào ra tay giúp đỡ không? Dù Tiêu Độ có hô vang từ sau lưng, nhưng nhóm người của Doãn Trọng không hề có ý định dừng lại. Chỉ là ánh mắt vẫn sáng ngời dù người xung quanh bóng đêm thăm thẳm đã triệt để khắc sâu vào tâm khảm của từng người Tiêu gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.